Thưa quý vị, chiều nay, Đảng ủy và lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân cho ba liệt sĩ gồm Thượng tá Đặng Anh Quân, đội trưởng, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Cầu Giấy. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện gia đình ba liệt sĩ. Ngay sau đó, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã trao bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho đại diện gia đình liệt sĩ Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa vào viếng các liệt sĩ. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã vào viếng các liệt sĩ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh gửi vòng hoa đến viếng. 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dẫn đoàn di quan từ nhà tang lễ quốc gia đi đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Trước đó, chiều 1 tháng 8, trong quá trình làm nhiệm vụ cứu hỏa tại quán karaoke trên đường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bao gồm Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc đã anh dũng hy sinh. Sự ra đi của các anh đã để lại rất nhiều niềm tiếc thương cũng như cảm phục của mọi người. Thưa quý vị, tiễn đưa ba liệt sĩ, đông đảo người dân cùng người thân, đồng đội, bạn bè đã có mặt từ rất sớm để đưa những người lính anh dũng về nơi an nghỉ cuối cùng. Hàng người dài đã xếp hàng để đưa các anh về với đất mẹ và nhiều người đã không cầm được nước mắt. Có lẽ sự hy sinh của các anh là minh chứng cho lòng dũng cảm, xả thân vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân trên mặt trận không tiếng súng. Có mặt tại khu nhà tang lễ từ rất sớm, em Nguyễn Quỳnh Anh, người bạn cùng mái trường cấp 3 với Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, nghẹn ngào cho biết khi nhận được thông tin, bản thân rất thương tiếc nhưng cũng vô cùng tự hào vì hành động dũng cảm của bạn mình. Là em với cả Phúc là học với nhau từ cấp 1 và lớp 10 thì lại gặp nhau và học tiếp cùng nhau đến hết lớp 10. Thì em với cả Phúc có rất nhiều kỷ niệm và ngày hôm nay thì em rất tự hào về bạn. Còn với nhiều người, các anh là minh chứng hùng hồn cho sự anh dũng, hy sinh quên mình vì sự bình yên của nhân dân. Sự hy sinh của các đồng chí công an thì rất là to lớn đối với lại sự sống còn của những nhân dân trong xã hội. Thì đây là một cái sự mà không may trong quá trình làm việc thì nó xảy ra việc như này, thì các đồng chí đã hy sinh thân mình để mà bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đây sẽ là tấm gương để cho tôi cũng như là tất cả các bạn đoàn viên thanh niên noi theo. Tấm gương hy sinh anh dũng của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc sẽ còn mãi. Các anh ngã xuống, sẽ có đồng đội nối tiếp những nhiệm vụ các anh đang làm. Cảm thấy một niềm tự hào vinh dự về cái công việc, cái nghề nghiệp của mình. Những đoàn người cứ tiếp nối nhau trong sự tiếc thương vô hạn với ba liệt sĩ đã vì nhân dân mà ngã xuống ngay trong thời bình.